Anh chị mến chào quý anh chị, hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị mình một cái căn nhà mới vừa mới hoàn thiện xong. Trong đây thì bên em đơn vị em xây 2 căn mặt tiền nha quý anh chị. Thì bán hết 1 căn rồi, chỉ còn có 1 căn duy nhất để gửi đến quý anh chị mình thôi. Thì hiện tại là em đang có mặt ở trên con đường tập đoàn 2, nằm sát với trục đường chính Hương Lộ 11, đoàn Nguyễn Tấn nha quý anh chị. Từ đây mà mình ra đường đoàn Nguyễn Tấn á, đi ra ngoài đâu đó tầm khoảng 100 mét thôi là mình đã ra ngay trục đường chính của đoàn Nguyễn Tấn rồi. Và cái đường thông bên đây á, nói thông bên đây đó là mình có thể nói thông về thị trấn Nhân Duột, hoặc là mình có thể đi qua chợ Long Thượng bên đường Đinh Đức Thiện nói dài khoảng được nha quý anh chị. Với diện tích nhà của mình là ngang 5 mét, chạy sâu vào sẽ là tặng 24 mét. Được thiết kế là một trệt lên tặng 2 lầu. Nhà thì xây riêng lẻ nha quý anh chị, tường riêng, cột riêng thì đúc thạch 100%, sổ sách thì cũng đã, sổ hồng riêng thì cũng đã hoàn công rồi luôn, và được bán với mức giá tổng chỉ đúng 3 tỷ 700 triệu thôi, vẫn còn thương lượng bất lập cho quý anh chị mình. Đường thông 2 hướng, xe đường này á là lên tặng 6 mét nha quý anh chị, xe hơi xe tải mình di chuyển ra vô thoải mái luôn. Hướng nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng tây bắc. Ở đây mà mình di chuyển ra ngã ba Tân Kim á, thì mình đi đâu đó tầm khoảng 700 mét thôi là mình đã ra tới trục đường chính của quốc lộ 50. Hoặc là quý anh chị mình cũng có thể đi hướng quốc lộ 1A nha quý anh chị. Đây là một cái cổng rào cho gia đình mình rất là to. Phía trên thì bên em đã lập cái mái ngói cho gia đình mình, 2 trụ cột khá là rất là to luôn. Lớp cửa đầu tiên sẽ cho mình là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện nha quý anh chị, 4 cánh rất là dày dặn chắc chắn luôn. Ngôi nhà mình sẽ cho mình là một cái không gian sân trước cực kỳ là rộng rãi và thông thoáng luôn nha quý anh chị. Ở phía tường sân thì bên đơn vị em cũng ốp đặt lên tặng lên cao rồi đó, rất là rộng rãi luôn. Về quý anh chị mình có thể làm thêm một cái mái che giống căn nhà kế bên nha. Trong đây thì bên đơn vị em xây có 2 căn thôi, căn này thì về quý anh chị mình có thể kinh doanh mua bán rất là thuận tiện luôn đó. Di chuyển vào bên sâu bên trong nữa sẽ là lớp cửa thứ hai sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Cái kiểu nhà của mình là cái kiểu nhà mái Thái nha quý anh chị, cực kỳ là sang luôn đó. Đây là một cái không gian phòng khách cho gia đình mình nè quý anh chị đó, rất là rộng rãi nha. Trong đây á, thì bên em đã trang trí cho mình những cái màu sơn cực kỳ là nổi bật, hệ thống đèn và đã full đầy đủ, và hệ thống trần là trần thạch cao nguyên khối nha đó. Không khen phòng khách thì rộng rãi rồi. Ở ngay trên cầu thang bên em có trang trí cho mình 2 trụ cột nè quý anh chị, về quý anh chị mình có thể trang trí thêm những cái bức tranh nha đó. Với cái mẫu nhà ngang 5 mét, chạy sâu vào 24 mét, nhà thì xây tặng 2 lầu, sổ thì cũng đã hoàn công rồi, mà bán với mức giá chỉ có 3 tỷ 7 là quá tuyệt vời. Quý anh chị mình hãy có muốn đi xem nhà thì hãy gọi trực tiếp cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước nha. Đây là không gian bếp, thì bên đơn vị em lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, mặt đá hoa cương nha quý anh chị. Ở đây thì đó có cho mình là một cái bồn xứ luôn đó, nước xài khu vực đây nha quý anh chị. Hệ thống trần thạch cao, đèn full đầy đủ cho gia đình mình. Di chuyển ra đây sẽ là một cái sân sau lấy gió trời cho gia đình mình. Ở đây thì bên đơn vị em để chấm, về quý anh chị mình có thể phát sinh thêm làm một cái mái che ra, hoặc là mình để chấm vậy để mình lấy gió trời vẫn được nha. Không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện ích trong trọng luôn đó, rất là sạch sẽ, gạch thì ốp tặng lên cao. Cái căn nhà của mình là tiếp giáp với thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Ở đây mà mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm chỉ khoảng mắt hơn 20 phút một tí thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, cái căn nhà rất là dễ tìm, chỉ có đi cái đường Hương Lộ 11 xong mình tới đường tập đoàn 4, mình chạy vô khoảng đâu đó khoảng thêm 100 mét nữa là tới căn nhà của mình rồi đó. Đường thông 2 hướng luôn, về quý anh chị mình có thể kinh doanh mua bán rất là tiện luôn nha. Và xem đến đây quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho em nha. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên. Và đây là tầng 1 của gia đình mình, thiết kế cho mình 2 phòng và một cái không gian nhà vệ sinh. Ở trên đây quý anh chị bên đơn vị em ốp đặt tặng lên cao luôn rồi nha, rất là sạch sẽ luôn. Tiến xuống đây sẽ là phòng ở cuối dãy nhà, cái phòng thì khá là rộng rãi cho gia đình mình. Hệ thống trần thạch cao, dây chờ máy lạnh có đầy đủ cho gia đình mình. Có một cái không gian cửa sổ nữa nha quý anh chị. Và tiến ra đây thì sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh đầy đủ công năng sử dụng cho quý anh chị mình, gạch thì ốp tặng lên cao. Di chuyển qua đây là phòng thứ hai, ở phía trước nhà của mình sẽ có một cái ban công nha quý anh chị. Phòng khá là rộng luôn, nhà này là nhà mới 100% nha, chưa qua sử dụng bao giờ. Và mình di chuyển ra đây sẽ là một cái ban công nha quý anh chị. Một cái ban công ngang dài xuyên suốt cho gia đình mình, ra đây thì rất là thoáng. Nhà của mình là hướng tây bắc nha, quý anh chị nào hợp với nhà hướng tây bắc thì hãy gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc luôn,
Đó, đường thông tứ hướng nè quý anh chị. Ở đây có một cái nhà mình có một cái phảnh sân trước á, cực kỳ là rộng rãi và thông thoáng luôn nha. Đó, đường thông xe tải xe hơi mình chạy thoải mái luôn. Và chào quý anh chị, mình di chuyển cùng em lên tầng 2 nha. Và đây là tầng thứ hai cho gia đình mình. Đó, phòng này trên đây thì vẫn thiết kế hai phòng và một không gian nhà vệ sinh. Ở đây thì lối đi khá là rộng rãi nha quý anh chị, có gạch thì ốp tặng lên cao, cực kỳ là sạch sẽ. Và mình di chuyển xuống đây là phòng ở cuối dãy nhà, thì mẫu mã thiết kế y chang như phòng dưới nha. Có đặc biệt ở phòng đây thì bên em có mở cửa sổ và có làm cầu thang, làm giếng trời cho quý anh chị mình. Mình có thể di chuyển lên trên. Ở đây thì rộng rãi vô cùng, dây chờ máy lạnh rồi có sẵn hết. Mình di chuyển qua đây là một cái không gian nhà vệ sinh thì cũng đầy đủ tiện ích cho gia đình mình luôn. Trong đó thì rất là sạch sẽ và thoải mái nha quý anh chị. Và mình di chuyển qua đây nữa sẽ là phòng thứ hai ở trên tầng 2 gia đình mình. Đó, cái phòng này cũng y chang và bự và rộng rãi y chang như phòng dưới. Dây chờ máy lạnh đâu có sẵn cho gia đình mình hết rồi. Hệ thống chăn đặt cao, hệ thống đèn full đầy đủ nha quý anh chị. Di chuyển ra đây sẽ là một cái ban công trước nhà. Thì cái ban công này vẫn là cái ban công dài nha quý anh chị. Đó. Ra đây thì mình có thể ngắm được toàn cảnh xung quanh nha. Ở đây thì dân cư ở rất là đông đúc rồi. Ở đây á, mình có thể đứng đây mình thấy công ty xí nghiệp thì ở gần gần và sát sát nhau thôi nha quý anh chị. Một cái căn nhà nằm gần trung tâm nhất luôn. Từ đây mà mình di chuyển về trung tâm thành phố á, thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 20 phút thôi. Đường xá thì rộng rãi thông thoáng, dễ đi, dễ tìm luôn. Nằm mặt tiền đường nhựa lên tặng 6m, đường thông hai hướng nha. Và giờ em mời quý anh chị mình di chuyển về không gian tầng dưới, em sẽ nói lại giá và vị trí chính xác nha. Và nãy giờ quý anh chị mình cũng đã được bên đơn vị em quay sơ cái đường đi vào nhà và toàn bộ không gian trong căn nhà rồi. Với diện tích nhà của mình là ngang 5, dài sâu xuống tầng 2 là 24m nha quý anh chị. Có sân trước để mình đổ ô tô thoải mái, sân sau lấy cháu trời, cực kỳ là thông thoáng. Nhà xây riêng lẻ, đúc thật 100%, sổ thì cũng đã hoàn công rồi và được bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 3.7 tỷ thôi, vẫn còn thương lượng bất lập cho gia đình mình. Cái căn này thì được ngân hàng thẩm định cho mình quay 50-70% giá trị của căn nhà. Quý anh chị mình có trong tay đâu đó tầm khoảng 1.1-1.3 tỷ thôi, và cô chú anh chị mình cũng có thể sở hữu ngay một cái căn nhà mặt tiền đường kinh doanh, đường thông hai hướng với thiết kế là tầng 2 lầu nhà quý anh chị, 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh. Nhà hướng nhà sẽ cho mình là hướng Tây Bắc nha. Thì quý anh chị đã xem đến đây thì đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi săn nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Bên kênh Nhà Đất Bình Chánh mới nhất của Trì Nguyễn Kim Trâm làm việc luôn luôn nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Nên cô chú anh chị mình cứ an tâm gọi trực tiếp cho em hoặc là kết bạn Zalo của em. Em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo trước. Và giờ em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình nha.